Chào mừng các bạn đã quay trở lại với GC Channel. Vậy là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày chuẩn bị đi đến hồi kết. Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi, chúng ta sẽ trở lại với nhịp sống hối hả và cuồng làm việc điên cuồng để kiếm tiền mưu sinh. Valorant chuyên nghiệp Việt Nam tất nhiên cũng không nằm ngoài cuồng quay này. Sau một thời gian nghỉ kéo dài gần nửa năm, thì sân chơi Valorant lớn nhất Việt Nam, VCT Challenger, sẽ chính thức đánh dấu màn comeback vào ngày 15 tháng 2. Và sau đây, hãy để GC Channel chia sẻ đến các bạn những thông tin cơ bản về giải đấu này nhé. Let's go! Valorant Champions Tour, hay được gọi tắt là VCT, là một chuỗi giải đấu thể thao điện tử cạnh tranh toàn cầu bộ môn Valorant do Riot Games điều hành. VCT sẽ là một chuỗi sự kiện diễn ra xuyên suốt một năm và đỉnh điểm là Valorant Champions. Trải qua hơn 3 năm phát triển, giờ đây Valorant đang là một trong những tựa game eSports có độ phủ sóng lớn bậc nhất trên phạm vi toàn cầu, sánh ngang với các tựa game máu mặt có thâm niên như Liên Minh Huyền Thoại hay người anh em cùng thể loại là Counter-Strike. Hơn nữa, trong 2 năm liên tiếp 2022 và 2023, Valorant đã xuất sắc giành được giải thưởng game eSports của năm. Qua đó chúng ta có thể thấy được rằng người hâm mộ của cộng đồng tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất đến từ nhà Riot có sức hút lớn đến nhường nào. Về cơ bản, trong năm 2023, Riot Games đã áp dụng thể thức đối tác và hệ thống giải đấu VCT sẽ có sự thay đổi khi giới thiệu một hệ thống thi đấu mới với 30 đội tuyển thi đấu tại 3 giải đấu quốc tế mới bao gồm VCT Americas, EMEA và Pacific. Với việc áp dụng thể thức franchise thì các khu vực không thuộc đối tác của Riot sẽ bắt buộc phải thi đấu ở một hệ thống giải đấu thấp hơn, đó chính là VCT Challenger, nơi các đội tuyển sẽ thi đấu để tìm ra đại diện tranh tài tại Ascension khu vực và tìm kiếm cơ hội tiến vào franchise trong năm sau. Và ở Việt Nam, chúng ta đã có một giải đấu Challenger riêng bắt đầu từ năm 2021. Trong năm ngoái, Fancy United Esports chính là cái tên đã xuất sắc đánh bại tất cả các ông lớn trong nước để trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam đến với Ascension, tranh tài với các nhà vô địch khác trong khu vực Pacific. Để hướng tới một năm mới với khởi đầu mới, giải đấu thể thao điện tử 2024 VCT Challenger Việt Nam Split 1 được VNG Games và Riot Games phối hợp tổ chức chính thức công bố khai màn. Đây cũng là giải đấu có bậc thứ hạng cao nhất trong khuôn khổ thi đấu của Valorant tại Việt Nam, tiếp nối sự thành công của 6 mùa giải trước đó. Đồng thời, VCT Challenger Việt Nam cũng là hệ thống giải đấu eSports FPS có chất lượng tổ chức và đầu tư nhất tính đến thời điểm hiện tại và từng là bệ phóng cho những vận động viên thể thao điện tử nước nhà tham dự kỳ SEA Games 32. Ngoài ra, tại VCT Split 1 2024 lần này, chúng ta cũng chào đón sự xuất hiện của một gương mặt vô cùng quen thuộc với anh em đam mê eSports, đó là Minh Nghi, nữ MC xinh đẹp, tài giỏi, là một hình mẫu được nhiều fan yêu mến, ngưỡng mộ trong cộng đồng game thủ. Cô không chỉ được biết đến với nhan sắc dạng người mà còn sở hữu kỹ năng dẫn dắt chương trình duyên dáng, thông minh, hài hước, nhiều lần ghi điểm với khả năng ứng biến linh hoạt, tương tác tốt với khách mời cũng như khán giả. Và trong thông báo mới nhất, Minh Nghi đã chính thức gia nhập vũ trụ Valorant eSports Việt Nam dưới vai trò talent. Ngay lập tức, fan game phát hiện ra với lineup MC Linh Nắng, Minh Nghi, Valorant sẽ trở thành một bộ môn có sức nóng nhất nhì giới eSports quốc nội. Khác với những năm trước đây, VCT Challenger Việt Nam Split 1 của mùa giải 2024 sẽ có một chút thay đổi về thể thức thi đấu để tạo ra những sự mới mẻ trong quá trình cạnh tranh. Chi tiết thể thức như sau. 2024 VCT Challenger Việt Nam Split 1 đã khởi tranh từ đầu tháng 1 với những diễn biến của vòng Open Qualifier. Vòng Open Qualifier của giải đấu được chia thành 3 vòng khác nhau, bao gồm 2 vòng loại online tại 2 phòng máy đối tác chính thức, đó là Game Home và Viking Gaming. Vòng loại còn lại thi đấu theo thể thức online do nhà phát hành VNG tổ chức. Sau khi kết thúc giai đoạn Open Qualifier, giải đấu sẽ xác định được 4 cái tên giành quyền thi đấu tại giải đấu chính thức của 2024 VCT Challenger Việt Nam Split 1. Họ sẽ cùng 4 đội tuyển khách mời khác, bao gồm Fancy United Esports, Team Flash, Rapid Lo-Fi và Dominus Esports tranh tài tại sân chơi cao nhất của Valorant Việt Nam để tìm ra nhà vô địch. Giai đoạn Open Qualifier cũng đã chính thức khép lại vào ngày 5 tháng 2 vừa qua, với 4 cái tên bước tiếp đầy ngạo nghễ như nhà vô địch của vòng loại Game Home, tàn dư Esports, nhà vô địch của vòng loại Vikings, Crocodile Tear, nhà vô địch từ vòng loại online, Lazy và người chiến thắng của vòng Last Chance, không biết. 8 cái tên đã được xác định. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng và sau đây là các thông tin bạn cần biết về giai đoạn vòng bảng của 2024 VCT Challenger Việt Nam Split 1. Giải đấu sẽ được chia thành 2 giai đoạn chính, bao gồm Sweet Stage và Playoff. Vòng Sweet Stage sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 Tết Giáp Thìn và sẽ kéo dài cho đến hết ngày mùng 3 tháng 3. Sau đó, các tuyển thủ sẽ được nghỉ ngơi ít ngày trước khi trở lại với vòng Playoff, bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3. Đây cũng là lần đầu tiên thể thức thi đấu Switch được áp dụng vào một giải đấu Valorant nên chắc chắn không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ. Sau đây, hãy để GC Channel giải thích kỹ hơn về thể thức này. Giải đấu Valorant lớn nhất Việt Nam trong năm 2024 sẽ được tổ chức theo thể thức Switch thay vì Robin Round như mọi năm khác.
Với thể thức Thụy Sĩ này, giá trị của từng cặp trận sẽ được đẩy lên cao, bởi chỉ một trận thua thôi cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé đi tiếp của mỗi đội. Điều này nhìn chung sẽ làm giảm tổng số trận một mùa giải, nhưng bù lại chất lượng và tính quan trọng của từng trận đấu sẽ được tăng lên. Về cách hoạt động của Swiss Stage, đầu tiên, toàn bộ 8 cái tên sẽ được bốc thăm để xác định 4 cặp đấu, sau đó dựa trên kết quả thi đấu để xác định đối thủ ở những lượt trận kế tiếp. Đa số các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức BO3, riêng các trận đấu quan trọng để xác định đội tuyển đi tiếp sẽ diễn ra theo thể thức BO5, bao gồm trận đấu giữa hai đội có thành tích 0-2 sau hai lượt trận đầu tiên và trận đấu giữa đội thắng trong cặp BO5 kể trên và đội thua trong cặp trận thành tích 1-2. 6 đội tuyển vượt qua Swiss Stage sẽ giành quyền vào vòng playoffs, trong khi hai đội tuyển nằm ngoài top 6 sẽ bị loại khỏi giải đấu. Vòng playoffs sẽ thi đấu theo thể thức double elimination, nhánh thắng nhánh thua. Tại đây, 4 đội tuyển nằm trong top 4 sẽ bắt đầu vòng đấu từ nhánh thắng, trong khi hai đội tuyển ở top 5 và 6 sẽ buộc phải khởi động vòng playoffs từ nhánh thua. Tất cả các trận đấu sẽ thi đấu BO3, riêng trận chung kết nhánh thua và chung kết tổng sẽ thi đấu theo thể thức BO5. Kết thúc giải đấu, 6 đội tuyển nằm trong top 6 sẽ giữ nguyên suất chơi của mình tại VCT Challenger Việt Nam Split 2. Trong khi đó, hai đội tuyển bị loại sẽ buộc phải tìm lại slot chơi của mình từ vòng thăng hạng, nơi họ sẽ đối đầu với các team đi lên từ chế độ Premier của Valorant. Về giải thưởng, 2024 VCT Challenger Việt Nam Split 1 sẽ có tổng tiền thưởng là 550 triệu đồng, trong đó 150 triệu đồng thuộc về nhà vô địch, 100 triệu đồng là phần thưởng dành cho đội Á quân, còn đội đứng ở vị trí thứ 3 sẽ nhận được 80 triệu đồng. Thể thức và lịch thi đấu đã xong. Và giờ, đến lúc chúng ta làm quen với 8 đội tuyển góp mặt tại 2024 VCT Challenger Việt Nam Split 1 sắp tới rồi. Mở đầu sẽ là nhà đương kim vô địch của mùa trước, Fancy United. Sau một mùa Ascension Pacific không thành công cùng với sự ra đi của hai tài năng trẻ Niji và Killer S, cũng như player kỳ cựu 2G, thì coach Kawa cũng như ban lãnh đạo đã phải rất chật vật để tìm được những player thay thế. Và thay thế 3 player trên là một tài năng trẻ khác đã được đôn lên từ team Ronin, một chú ngựa ô của mùa giải 2022, nay đã disband, Lư Crush Hiến Huy. Cùng với Crush là cựu player của team Cerberus vừa du học ở Ấn Độ về, Kishi. Liệu đội hình mới này của nhà vua có thể bảo vệ được ngôi vương của mình một lần nữa? Hay sẽ bị các thế lực mới đánh bại? Nhà vua sẽ ra sân với Yes I Can, Fisio, Kishi, Crush và Jin. Cũng là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, một đội tuyển mới được thành lập với những chàng trai trẻ, team Flash với Layla, Vines, Tinh 2K5, QLS được dẫn dắt bởi bộ não hàng đầu Việt Nam, đội trưởng Dorf và huấn luyện viên Malix, người đã một thời làm nên đế chế Valorant khuyển ba đầu Cerberus tại Việt Nam. Team Flash sẽ là một ứng cử viên nặng ký khi dù mới chỉ thành lập, họ đã đánh bại nhà vua Fancy tại giải Predator League Việt Nam 2024 với tỷ số áp đảo 3-1. Liệu những tia chớp cam có làm nên chuyện tại giải đấu lần này? Đội hình ra sân của tia chớp cam bao gồm QLS, Alaya, Dorf, Tinh 666, Vice. Chú ngựa ô mới xuất hiện từ mùa giải Valorant Challenger 2023, Việt Nam Split 2 Rapid Lo-Fi này đã quay trở lại với một đội hình đầy chất lượng khi đã bổ sung kiện tướng thể thao điện tử Nguyễn Suka Văn Tiến vào đội hình. Với sự hướng dẫn của player kỳ cựu như Suka thì sức trẻ của Bánh Mì hay Milo có làm nên cánh én mùa xuân hay không? Đội hình thi đấu của Lo-Fi bao gồm Milo, Bánh Mì, Milok, Daf, Suka. Khách mời cuối cùng của VCT Challenger Việt Nam Split 1 mùa giải năm nay đó là Dominus Esports. Thực tế mà nói, Dom từng là cái tên quen thuộc trong hệ thống VCT Việt Nam ở giai đoạn 2021-2022. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của thế hệ player trẻ, họ chưa có cơ hội thể hiện nhiều trong năm 2023. Nhưng với sự kiên trì trong việc đầu tư luyện tập, họ đã quay trở lại VCT mùa giải 2024 với nhiều hứa hẹn khi có sự kết hợp giữa cả kinh nghiệm và sức trẻ. Tuy nhiên, 2 tuần trước khi giải đấu diễn ra, Dominus Esports đã đem đến sự thay đổi đáng chú ý về nhân sự khi thay thế toàn bộ lineup hiện tại bằng đội hình gồm 7 thành viên của Veterans. Đội hình Dominus Esports mới sẽ bao gồm Denji, Messi, Red Fox, Phi Vũ, Angel 1, Sins, Luna. Cũng là một ứng viên danh giá cho ngôi vị quán quân, Lazy LFO cũng đã quay trở lại sau những trận đấu căng thẳng ở vòng loại. Với một đội hình không có bất kỳ thay đổi nhân sự nào, thì Á quân của Valorant Challenger 2023 Việt Nam Split 2 sẽ có một lợi thế cực kỳ lớn so với những đội tuyển khác. Đoàn quân Lazy vẫn những cái tên cũ máu mặt của làng Valorant Việt Nam, Ace Rola, Akashi, Đức Ti, Moe, NTK. Ông vua của làng truyền thông, những tiếng cười, Tàn Dư Esports hay X-Big Bam cũng sẽ được coi là một ứng cử viên nặng ký đặt song song với Lazy hay là Team Flash. Với sự dẫn dắt của người anh cả Valorant Việt Nam, Viz, liệu Tàn Dư Esports có thể tìm lại được ánh hào quang năm xưa? Đội hình thi đấu của ông vua tiếng cười Tàn Dư Esports bao gồm Đại Cute, Pina, Nhất Thống 2K, BMV, 2G, Viz. Và tiếp cũng là một đội tuyển lần đầu tham dự VCT, Crocodile Tear. Được biết thì đây là một đội tuyển trẻ với các chàng trai vẫn đang còn ngồi trên ghế giảng đường đại học.
hãy đón chờ màn trình diễn của những chú cá sấu ở giải đấu lần này nhé. Liệu Crocodile Tear có thể trở thành một chú ngựa ô của giải như cách team Ronin hay Lo-Fi đã làm ở những mùa giải trước hay không? Đội hình của Crocodile Tear bao gồm BBC, Bioforce, Bobe, HHVVNG, Quita, Palette. Và cuối cùng, cái tên mới gần đây đã xuất sắc vượt qua các đối thủ còn lại để giành tấm vé cuối cùng tại vòng loại Last Chance, không biết. Vâng, một cái tên hết sức thú vị cho anh em. Đây là một đội tuyển được dẫn dắt bởi một trong những gương mặt kỳ cựu của làng eSports Valorant Việt Nam, Nhóc Con. Đội hình tham dự của không biết bao gồm Nhóc Con, Chàng Khờ Yêu Em, Yu Jeke, Liu Chi Xiao. Vậy là tất cả mọi thứ đều đã vào vị trí và sẵn sàng để đem đến cho các khán giả Việt Nam một mùa giải VCT đầy bùng nổ. Cái tên nào sẽ đăng quang ở giải đấu lần này? Đó liệu có thể là những cái tên cũ từng nhiều lần khẳng định đẳng cấp của mình trong quá khứ, hay các thế lực mới sẽ nổi lên để định hình lại bản đồ Valorant Việt Nam? Tất cả sẽ có ở 2024 VCT Challenger Việt Nam Split 1. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho các video của GC Channel bằng cách subscribe và bật nút chuông nhỏ để cập nhật những thông tin nhanh nhất, mới nhất về Valorant nói chung cũng như Valorant chuyên nghiệp thế giới và Việt Nam nói riêng nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.